các vị phải hiểu rằng phù hợp với từng đất nước, từng cái đảng đó. Cho nên là tôi nói với các bạn rằng là đối với các cái trang mạng xã hội hiện nay là rất nhiều các cái ý kiến là nhất là cái diễn đàn của Benny Trương, rồi Tân Thái, rồi là Vũ Sư Hùng Lân, rồi một số các cái trang mạng khác. Thế rồi là cái gì về Việt Nam, cái gì đấy. Tôi nói rằng là họ đang muốn là hiến pháp năm 1992 để xóa bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hiện cái chế độ Việt Nam, để họ rêu rao rằng là muốn người dân thực sự có dân chủ, muốn phát triển một cách bền vững. Đấy, đang phát triển một cách bền vững. Chế độ đa đảng ở phương Tây có thể nhận thiết rằng này, ở bề ngoài đảng chính trị có vẻ như là được tự do, bình đẳng để tranh cử, để trở thành đảng cầm quyền. Đấy, rồi giờ chi phối cho quốc hội và chính phủ, nhưng thực chất bên trong cũng chỉ là những đảng những đảng lớn có sự ủng hộ thế lực tư bản độc quyền thì mới giành được vai trò chính đảng của họ thôi. Thế còn này, nếu nói bình đẳng thì có bình đẳng không? Ở đất nước nào cũng có Đảng Cộng sản. Tôi nói với các bạn thế, đất nước nào cũng có Đảng Cộng sản. Nhưng phải nói một điều rằng là các nước tư bản không bao giờ bình đẳng trong vấn đề tranh cử. Cho nên Đảng Cộng sản không thể nào tranh cử được. Tôi nói với các bạn như thế. Ở một số nước tư bản hiện nay, đặc biệt là Mỹ, còn tồn tại một cái xã hội hoàn toàn khác hẳn, và tất cả những cái các anh các chị, những người ở bên Mỹ, bà con Việt kiều bên Mỹ đã chứng kiến trong bộ yêu nước, người ta nhận định một cái điều rất là người ta rất nói rõ và thực tế ở đất nước Mỹ, đúng không? Đó là một cái xã hội phải đấy, nghèo nàn, bệnh tật, thất nghiệp, mất hết quyền dân chủ. Tôi nói rằng là ở Mỹ có 112 đảng, nhưng thực tế nó chỉ có 2 đảng cầm quyền thôi. Đó là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ thay nhau cầm quyền. Tuy bề ngoài là một chế độ đa đảng, nhưng song xét về bản chất nó chỉ là một đảng thôi. Một đảng của một giai cấp tư sản. Dù cái Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa nắm quyền thì đều là đảng của giai cấp tư sản mà thôi. Để nhận định mà cái đảng này là được các cái tập đoàn, được sự các cái tập đoàn kinh tế để họ tài, chứ chẳng vì cái nhân dân Mỹ một chút nào cả. Người dân đi bầu có được quyền không? Tôi lấy ví dụ giống như là ông Donald Trump và bà Hillary Clinton, đúng không? Bà Hillary Clinton được đa số nhân dân bầu là ủng hộ, số phiếu bầu rất cao, cao hơn ông Donald Trump nhiều, nhưng lên cái chính phủ nó bác à, nó cho ông Donald Trump đến. Thế thì quyền của người dân ở đâu, đúng không? Cho nên là đối với này cái nền dân chủ chỉ dành cho một dân chủ tư bản, chỉ dành cho một số bộ phận thiểu số thôi. Cho nên là cái tính chất phi lý của họ, tôi nói rằng là các bạn cứ nghĩ rằng là ở Việt Nam không có nhân quyền, không có như thế là tự do. Tôi cho rằng các bạn đang nhầm lẫn. Tự do có thừa, nhân quyền thì quá chớn. Các bạn cứ thử nghĩ mà xem. Các bạn cứ thích rằng là các bạn truyền bá vào là đất nước Việt Nam là phải có đa đảng. Nhưng thực tế ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Cộng sản Việt, đã có đa đảng đối lập đa đảng chính trị. Nếu như các bạn mà nghĩ rằng là khi Bác Hồ thành lập ra Đảng Cộng sản năm 1930 cho đến năm 1945 đất nước ta có bao nhiêu đảng, mọi người sẽ xem lại lịch sử sẽ biết. Và tại sao những đảng đó cứ dần dần rút ra, và dần dần Đảng Cộng sản là người đứng đầu trong vấn đề giải phóng dân tộc. Bởi vì Đảng Cộng sản có đường lối, có chủ trương và được sinh ra từ nhân dân, từ giai cấp nhân dân lao động. Đó là đảng của nhân dân, đảng của giai cấp công nhân, chứ không phải đảng của giai cấp tư bản mà như thế là các vị so sánh ở bên Mỹ. Các bạn phải thừa hiểu như vậy. Cho nên là khi mà chúng ta nếu như chúng ta áp đặt cái đa nguyên đa đảng vào cái chế độ xã hội Việt Nam hiện tại bây giờ thì chúng ta sẽ có nguy cơ là đất nước sẽ đi vào nội chiến, đi vào lầm than và đi vào lại tiếp tục đánh nhau và tiếp tục máu rơi, và nhân dân ta lại lầm than một lần nữa. Các bạn, đó là một bài học nhãn tiền như Syria, như Ukraine, như là một số các nước khác như Iraq, rồi Lam Tư, rồi một số nước xã hội chủ nghĩa. Liệu các bạn có muốn thế không? Cho nên các bạn ở đây, chúng tôi muốn nói rằng, chúng tôi muốn so sánh để các bạn hiểu rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng duy nhất để lãnh đạo xã hội Việt Nam. Đó là lựa chọn đúng đắn của lịch sử cách mạng Việt Nam. Đó là lựa chọn đúng đắn của nhân dân Việt Nam trong quá trình đấu tranh cách mạng đầy khó khăn, gian khổ và hy sinh bằng xương, bằng máu để giành lại đất nước này. Tôi nói với các bạn như thế. Cho nên là đối với Việt Nam, đó là một quá trình mà đảng ta mất bao nhiêu công lao, xương máu để chúng ta giành được độc lập và đi đến một cái đất nước tự do, hòa bình, phồn thịnh như ngày hôm nay, được các nước trên thế giới ủng hộ, được được Liên Hợp Quốc công nhận, đúng không? Và tất cả các nước trên thế giới đều phải công nhận đất nước Việt Nam là một đất nước có chủ quyền và đang bắt tay làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. Như vậy là lịch sử cách mạng trong 85 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng với sự lựa chọn và giao phó cái lịch sử và sự tin cậy của nhân dân, đúng không? Chứ các bạn đừng nghĩ rằng là các bạn đòi thế này, đòi thế khác. Đó là dân chủ quá chớn đấy, đó là đòi hỏi quá chớn đấy. Đành rằng là trong đảng thì còn có những cái này, có những cái kia, nó còn cái, nhưng đảng biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, đúng không? Mỗi một phiên họp quốc hội đều phải cử các cái đại biểu xuống các cái địa phương để tham vấn các cử tri, đúng không? Để lắng nghe ý kiến của nhân dân, xem là cái quy trình phát triển đó hay một cái sự kiện nào đó được nhân dân đóng góp và xây dựng, để rồi bắt đầu mới trở thành một cái ra nào đấy. Cho nên là khi chúng ta đang tiến hành cái công cuộc đổi mới đất nước vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chúng ta mới giành được những cái thành tựu to lớn như ngày hôm nay, đúng không? Tôi cho rằng là mặc dù so với thế giới nó chưa đã đến đâu, mặc dù so với mặt bằng của thế giới chúng ta chưa bằng họ, nhưng tôi khẳng định rằng trong 15 năm đến 10 năm nữa chúng ta sẽ phát triển, sẽ ngang bằng với các nước trong khu vực. Mặc dù ở thời điểm hiện tại ta có thể thua Nhật Bản, ta có thể thua Hàn Quốc, ta có thể thua Malaysia, Singapore, nhưng các bạn cứ tin rằng một điều, chỉ từ 5 năm đến 10 năm nữa chúng ta sẽ sánh bằng tất cả với các nước khu vực. Vậy thì các bạn đừng nên nghe cái bọn chống cộng cực đoan ở nước ngoài để phủ nhận cái thành quả của lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để như thế này, các bạn nghe cái lời xúi giục của chúng, để như thế là gây mất đoàn kết, gây xáo trộn trong lòng tin của nhân dân, gây mất đoàn kết giữa, gây mất lòng tin giữa nhân dân đối với Đảng. Chúng đang hô hào chúng ta như thế là những kẻ dân chủ cuội ở trong nước, những kẻ bất đồng chính kiến đang hô hào nhau để đòi lật đổ cái thể chế chính trị này, để phá đi sự bình yên của nhân dân. Tôi nói với các bạn như thế. Từ khi các bạn cứ nghĩ xem, từ khi chúng ta xây dựng đất nước đến nay mới có hơn 20 năm, mới được 25. Các bạn thường nghĩ xem, cái bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân đã có nhiều thay đổi. Và cái đặc biệt đó là cái tính dân chủ trong nhân dân đã được phát huy và mở rộng. Cái đại đoàn kết trong dân tộc được củng cố và tăng cường. Đấy. Để chúng ta đang xây dựng một cái nhà nước pháp quyền. Kinh tế, chính trị và các hoạt động xã hội được đảm bảo và từng bước dần dần chúng ta lên. Tuy rằng nó có chậm nhưng rất chắc. Tôi tin rằng là rất chắc. Các bạn mình ấy. Cho nên là chúng ta phải, mỗi người dân chúng ta phải kiên quyết đấy, ủng hộ Đảng, ủng hộ cái thể chế chính trị để chúng ta kiên quyết đấu tranh để bảo vệ cái độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của chế độ xã hội chủ nghĩa. Quan hệ đối ngoại chúng ta phải đi vào, càng ngày phải càng mở rộng và càng ngày phải càng có. Cho nên là cái công cuộc phát triển đổi mới đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Đảng và nước ta đang hoàn thành và tiếp tục hoàn thành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật để nhằm phát huy tính dân chủ, xã hội chủ nghĩa. Đấy, đảm bảo cái quyền làm chủ của nhân dân, quyền của con người. Đó là quyền và nghĩa vụ cơ bản của nhân dân được xác định đầy đủ trong các cái hiến pháp năm 2013, nếu mọi người xem lại cái hiến pháp sửa đổi năm 2013 để để hoàn thiện một cái hệ thống pháp luật mới đã được ban hành. Do vậy mà tôi nói với các bạn rằng chúng ta phải lên là ủng hộ. Đấy. Bởi vì Đảng, Nhà nước ta đã khẳng định rõ rồi. Đấy. Khẳng định rõ các cái quyền của con người, quyền của công dân về chính trị, về dân sự, về kinh tế, về văn hóa xã hội, về để được tôn trọng và được bảo vệ. Quyền làm chủ nhân dân được phát huy tốt hơn bao giờ hết. Nhưng chúng ta đang lạm dụng cái quyền dân chủ, chúng ta đang phá đi cái đấy. Chúng ta cứ tưởng dân chủ là gì, là chúng ta cứ thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, có đúng không? Đi đôi với dân chủ chúng ta phải có chịu cái sự ràng buộc của pháp luật chứ. Chúng ta sống trong một nhà nước pháp quyền, chúng ta sống trong một nhà nước có pháp luật. Tại sao chúng ta lại dân chủ quá sớm để vi phạm pháp luật, có đúng không? Cho nên là tôi nói rằng là tất cả mọi người chúng ta đừng có quá chớn đối với những kẻ trong nước hiện nay, những kẻ dân chủ cuội, những kẻ bất đồng chính kiến. Chúng đang hô hào, chúng đang âm thầm đấy, vì những cái đồng tiền dơ bẩn. Hiện nay tôi cho rằng là đây theo suy nghĩ của cá nhân tôi thôi. Tôi cho rằng là các cái thế lực nước ngoài bây giờ chúng đang biến tướng và chúng đang thay đổi cái chiến thuật. Chúng dùng đồng tiền để chi phối, để đánh vào cái lòng tham của nhân dân. Và chúng khi người dân đã nhận được tiền rồi thì buộc phải nghe theo chúng và làm những cái việc mà trái với luân thường đạo lý, trái với pháp luật nhà nước, để rồi đến lúc bị bắt ra vành móng ngựa rồi mới biết rằng là tôi tôi ngu muội, tôi đi nghe người ta, tôi không biết cái gì cả, cho nên tôi nghe người ta, bây giờ tôi biết rồi ấy rồi, tôi xin nhà nước khoan hồng, có đúng không? Cho nên đấy là một cái điều mà chúng ta phải nói rằng đối với người dân Việt Nam, chúng ta hãy thượng tôn pháp luật. Chúng ta phải sống ở một cái đất nước muốn có hòa bình, muốn có tự do độc lập, chúng ta phải chấp hành các cái đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Đấy. Cho nên là để tôi nói với mọi người rằng cái lịch sử của đất nước Việt Nam từ ngàn đời nay, chúng ta có một cái tinh thần dân tộc rất cao, mà cái tinh thần dân tộc ấy không bao giờ các cái nước khác làm được. Tinh thần đoàn kết rất cao, mặc dù có thể đánh nhau, chửi nhau, có thể là gây bè gây phái, có thể là thế lại thế khác, nhưng các bạn thử biết nghĩ xem, cứ có chiến tranh mà xem thì tất cả lại đồng lòng là chiến đấu đến cùng để bảo vệ cái quyền lợi và giang sơn cấm pháp của mình, lại gạt bỏ ra một bên. Đấy. Nó như là một làn sóng, như là một cơn bão. Đấy. Sẽ nhấn chìm tất cả được ngay. Lịch sử cho thấy rõ bao nhiêu cuộc chiến tranh ở phương Bắc, bao nhiêu cuộc chống chiến tranh của các cái thế lực tư bản như Pháp, như Mỹ và một số các nước khác, có đúng không? Do vậy mà đó là cái tinh thần dân tộc. Thế tại sao chúng ta không đoàn kết? Hả? Tại sao chúng ta không đoàn kết với nhau? Tại sao chúng ta đi đánh nhau để cho người ta cười? Đúng không? Trong cái lúc mà đất nước ta đang có những cái mà rất là đau buồn, liền một lúc một vị chủ tịch, một tổng bí thư đã về với cõi vĩnh hằng, nhân dân ta đang thương xót, thì các bạn, những người bất đồng chính kiến, ở đây tôi không nói, tôi chỉ nói chung chung, tôi không nhắc đến ai, nhưng các bạn thường biết, nếu những người lên cộng đồng mạng sẽ thường biết, ngày đêm ngồi ở trên bàn phím cắt ghép, đấu tố, rồi đánh nhau, chúi nhau này, đúng không? Để cái bọn chống cộng ở nước ngoài nó ngồi nó cười, nó rung đùi, nó cười. Tôi thấy buồn. Đấy. Cho nên các bạn phải hiểu rằng nếu chúng ta không đoàn kết, chúng ta sẽ đi đến ngõ cụt, và cái đất nước này sẽ không bao giờ phát triển đến được nếu chúng ta không đoàn kết. Tôi nói ở một cái góc độ nhỏ của tất cả những người mà hiểu biết một chút đã lên trên này. Chúng ta cũng chỉ là những người nông dân, chân nấm tay bùn. Chúng ta như thế nào phát triển kinh tế gia đình bằng được sự chở che của Đảng đã tạo điều kiện cho chúng ta làm ăn kinh tế. Mỗi một người dân có quyền thoải mái, trừ những cái việc mà nhà nước cấm. Còn hoàn toàn chúng ta được phép kinh doanh để phát triển kinh tế gia đình, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Thế thì các bạn còn đòi hỏi cái gì? Tại sao các bạn không chịu làm? Các bạn ngồi, các bạn gõ bàn phím, các bạn chờ những cái đồng đô la bên nước ngoài để các bạn ăn sung mặc sướng, có đúng không? Do vậy mà tôi đề nghị tất cả các bạn hãy dừng nó lại, và đề nghị tất cả mọi người hãy chung tay bẻ gãy những luận điệu xuyên tạc của chúng, để như thế là góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước của chúng ta ngày càng tươi đẹp và sâu rộng. Để kết thúc một cái chương trình này, có lẽ rằng là tôi cũng rất là có một cái tâm tình với lại các bạn, những người mà dám lên đây để như thế bẻ gãy lại cái luận điệu xuyên tạc của chúng. Tôi rất khâm phục, và tôi cũng rất là kính trọng tất cả những anh em, những người có lòng yêu nước chân chính. đã lên đây để cùng nhau bẻ gãy các luận điệu xuyên tạc của chúng. Bẻ gãy những luận điệu xuyên tạc của chúng. Thế thì trước khi tôi xuống, tôi có một cái đây nó có vẫn còn một cái dư âm mà tôi của bác Trần Đại Quang. Tôi có viết một cái bài thơ tiễn biệt, tôi đọc cho mọi người cùng nghe. Ôi Việt Nam, tổ quốc nhìn từ biển, mất mát đau thương, tang tóc đã nhiều rồi. Sóng này dâng trào trời u ám khôn nguôi, bác đã đi xa về cội nguồn nơi ấy. Với quê hương, bác đã từng răn dạy trước những gian nguy với tổ quốc từng ngày. Hơn 70 năm gian khổ một dặm dài, Trang hào kiệt muôn đời ghi nhớ mãi. Bốn biển năm châu vẫn đang mời gọi, bác đã đi thăm cùng hiệp tác nâu dài. Hơn 60 năm mới quá lửa đời người, bác đã đi sao vội vàng đến thế. Với quê hương bác vẫn còn rất trẻ, người không quên dặn con cháu đôi lời. Cả đất trời tuôn nước mắt người ơi, nỗi xót xa thấm vào từng cây cỏ. Cứ lầm tưởng bác vẫn còn đâu đó, vẫn đánh trống khai trường thăm các cháu mầm non. Cả một đời đau đáu với Giang Sơn, nước chưa mạnh, kẻ thù còn nhiều quá. Tiếp theo bác, chúng ta làm tất cả những nỗi liềm giang dở bác chưa xong, bảo vệ đến cùng cho đất nước được bình yên. Yên tâm nhé, bác đừng vương bật nữa. Bác hãy về với quê hương đất tổ, hòa vào núi sông cây cỏ muôn đời, cho đất nước Việt Nam như ngọn đuốc sáng ngời, luôn thắp sáng con đường chân lý ấy. Bác đã cho đi một tình yêu hết thảy, để đất nước này con cháu noi theo. Đất nước vươn lên từ những đói nghèo, dẫu có bão, có mưa và không ngừng giông tố. Con đường ta đi vẫn còn nhiều gian khổ, hướng tới tương lai cho đất nước mạnh giàu. Bác hãy yên lòng, tin thế hệ mai sau. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe một cái bài thơ tôi viết về Chủ tịch Trần Đại Quang. Tôi chưa kịp viết một bài thơ để tặng Tổng Bí thư Đỗ Mười. Xin có một cái đôi lời cảm ơn tất cả các bạn, những người mà lên cộng đồng mạng đã cùng góp một cái tiếng nói để bẻ gãy cái luận điệu xuyên tạc của chúng ở nước ngoài. Cảm ơn các vị đã có một buổi tối lên lắng nghe những lời chia sẻ của anh em. Và chúc mọi người có một đêm ngủ thật là ngon giấc để cho một ngày mới bắt đầu. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Dạ. Rồi. Nãy giờ thấy Tuấn Trung comment nhiều quá mà mình chưa có trả lời được, thì tại do không muốn cắt dở ngang cái chia sẻ của anh Thế Linh. Xong rồi bây giờ nè, nói cho bạn nghe nè. Bạn tốt nhất á, bạn nên có cái đam mê đánh trống, cũng là một cái cũng là lãng tử đó nha. Thì bạn nên có cái tư tưởng nó thoáng hơn đi nha. Cái tầm bạn á, thì đừng nên nói chuyện kinh tế vĩ mô đây. Bạn chỉ nói kinh tế vi mô gia đình của bạn là ok rồi. Bạn lo lắng cho gia đình bạn, bạn sống tốt cho xã hội, bạn đừng có phạm pháp, đó là cái ok nhất rồi ha. Chứ chưa đủ trình để nói về chuyện kinh tế vĩ mô đâu, nó xa vời lắm. Rồi bạn đừng chưa đủ để bạn ngồi bạn nhận xét là người đại biểu quốc hội hay là cái gì, nó vượt tầm của bạn. Tại trình độ của bạn thì bạn chưa hiểu nhiều. Thì tốt nhất là nên mình cứ sống tốt với bản thân, sống tốt với gia đình, sống tốt với cái đam mê của mình là được rồi nha. Dạ chị Vương ơi, chị còn đây không chị Vương? Ở Nam Lê khác chứ Nam Lê. Tại nãy giờ thì anh nhìn comment rồi nghe bạn ấy nó comment nhiều cái. Thật sự qua Nguyễn Mạnh Hùng, cái diễn đàn của Benny Trương á, thì những cái bọn đó nó gọi là mình cũng không biết phải phân tích thêm như thế nào, nhưng mà chẳng qua là nó còn một cái nguyên nhân sâu xa ở phía sau nữa, nhưng mà nguyên nhân đó không phải là ai cũng hiểu được cái điều đó, nên thôi mình không cần bận tâm đến cái việc làm của nó đâu nha, mình không cần mình để ý. Chà, em voi lại chắc chị Vương chỉ đi Chào em voi nhé. Tùng Phạm comment sao đỡ tốn hai diễn đàn của dân là sao Tùng Phạm? Bước vô trong một cái diễn đàn viết lên một câu comment thể hiện cái kiến thức của mình là vậy đó hả Tùng Phạm? Dạ bảo đi ngủ kìa anh Trung Anh. Nãy giờ nhắc nhở rồi đó anh. Nãy giờ nói gần 3 tiếng rồi đi ngủ được rồi hả? Cảm ơn Nguyễn Mạnh Hùng nha, Mạnh Hùng cũng thế. Chưa chị Bạch Yến, cứ để đó chút xíu đi chị. Rồi để đó xem chút xíu đi, mình hỏi xử nó sao, tại giờ diễn đàn. Trời ơi, tôi thương dân tộc mình. Nè bạn Trần Dũng, bạn biết lý do gì mà họ đi xuất khẩu lao động không? Hả? Bạn hiểu hay không? Bạn hiểu gì lý do xuất khẩu lao động không? Bạn thương dân tộc mình đúng không? Thì bạn sống phải tốt cho bản thân. Tại sao bạn sống tốt cho bản thân? Để ví dụ bạn có con bạn nó sẽ noi gương theo